Các anh có biết tại sao tôi lại quý các anh không? Đẹp trai. Bởi vì các anh đều là những người tử tế và lương thiện. Cảm ơn. Thêm cô nhận thằng này vào làm giúp tôi được không? Rất tiếc. Muộn mất rồi. Không sao. Thôi, về chia ca ra tao với mày chạy ship. Sắp tới ship tôi cũng không cần nữa. Sao lại thế? Tôi lấy giá đắt quá à? Hay sao? Không không thì tôi sẽ giảm giá. Còn tôi thì sẽ đóng cửa hàng. Sao lại đóng cửa hàng? Từ lúc chuyển về đây tôi thấy quả ly ve này của cô ổn áp mà. Chính vì là ổn nên mới phải đóng đấy. Đùa. Cô nói chuyện vô lý đùng đùng ra. Rõ ràng đang yên đang ổn thế này thì làm sao? Tôi cũng muốn sống yên ổn mà có được đâu. Thôi, hôm nay uống trà đá ở nhà thôi ông ạ. Tiết kiệm đi. Thú thật với các anh, người yêu cũ tôi ngày trước cũng có đóng góp một ít vào trong cửa hàng. Thế nên là bây giờ khi mà tôi thành công ấy, thì hắn lại đi rêu rao khắp nơi. Hắn ta bảo là vì có hắn thì mới có được tôi ngày hôm nay. Nhưng mà rõ ràng là quả ly ve này là một mình cô gây dựng lên mà. Thì đây. Nói chung là giờ tôi không muốn dính líu liên quan gì đến hắn nữa. Hay là tôi nhượng lại cửa hàng cho các anh nhé. Có khi là thôi. Thế mang tiếng lợi dụng chết. Là tôi tự nguyện mà. Có ai bảo anh là lợi dụng đâu. Thì biết là tự nguyện. Nhưng mà không được. Nếu mà thế thì sau này cô định làm gì? Yên tâm. Người có bản lĩnh với cả thực lực ý thì làm gì chả được. Với cả trước mắt tôi sẽ đi đâu đó thật xa. Khi nào mà tôi cảm thấy sẵn sàng bắt đầu lại thì tôi sẽ quay về. Là bao giờ? Chưa biết. Khi nào thích thì về thôi. Giúp tôi nhận đống này nhá. Rồi thôi, bọn tôi không nhận đâu. Mang tiếng lợi dụng nhau chết dở. Thật. Nếu như mà các anh không giúp thì làm sao tôi thu hồi được vốn. Ê. Theo mày thì anh em mình có nên nhận cửa hàng của Ngọc Ngà không? Mày quyết thế nào thì tao theo thôi. Đùa. Mày không có chính kiến à? Tao là tao muốn nghe chính kiến riêng của mày ấy chứ. Thì nhưng mà này, chắc là cái shop đấy nhiều tiền lắm nhỉ?
gấp mấy lần anh em mình khởi nghiệp cộng lại. Thôi ông ơi, anh em mình kiếp cu ly thôi. Giờ ông Triều về quê rồi, ai mà gánh cho được. Thế mày định anh em mình lông bông mãi à? Sao được? Pu nói đúng, tao phải học lấy cái nghề. Thế cái gì? Trải đi học á? Ờ, làm sao? Tao học nghề chứ không học chữ. Với lại cũng không thể nào để anh em mình tụt hậu như thế được. Tao muốn học lấy cái nghề để phổ biến cho thanh niên bản mình thì mới giúp được bản chứ. Kinh nhở. Đúng là từ ngày mày đi với cái Pu nhiều hơn, mày thông minh hẳn ra đấy. Cái gì cơ? Thôi, đấy là việc của tương lai. Còn hiện tại này, cái thằng đang ngồi trước mặt mày này, thằng bạn mày này, mày lo cho nó một tí đi. Bây giờ tao mà không có việc gì ấy thì thôi, mình chia tay nhau tại đây. Này, tao biết đầu mày đang nghĩ gì đấy nhá. Thì ấy. Trời ơi. Mày lại định bán xe đấy à? Điên. Bán là bán thế nào? Cả nhà cửa hai thằng mỗi cần câu cơm. Lúc nào tao đi học ấy thì mày chạy ship và ngược lại, thế thôi. Nhưng mà đã biết học cái gì đâu. Từ từ để tao tính đã. Mày tính nhá, không hỏi cái Pu nữa. Đàn ông con trai phải có chính kiến chứ, để người yêu mình nghĩ hộ mãi sao được. Người yêu, chắc gì người ta đã nhận lời yêu mình. À, cũng sắp ra gì vào này nọ đấy, đùa. Nói không biết ngượng mồm. Pu đến rồi đây. Pu, hello. Để cầm nhá. Dài này. Có nhưng mà thi xong môn cuối phải xả stress chứ. Sao không bảo trải đó? Sao phải đưa đón? Chải có thời gian rảnh ấy thì đi kiếm việc làm thêm, hoặc không thì ở nhà giúp Tả làm việc nhà. Đấy, thấy chưa? Chỉ có khi Pu xuất hiện tôi mới cảm thấy tôi được trân trọng thôi. Chứ còn ở nhà tôi hầu hạ thằng này như con ở. Hay nhá, từ nấu cơm này, rửa bát này, thậm chí là cả giặt quần áo nhá. Cứ bắt đầu để nguyên ta kể nốt. Việc của mày, Pu nhỉ? Cầm đống đồ ăn này đi ra bếp, nhanh. Lần sau phải đốt chứ.